Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã trở thành một phong trào lớn trong hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thôi thúc các cựu chiến binh vượt lên khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phóng sự nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Năm 2018, cựu chiến binh Vũ Thanh Bình, xóm Gò Chè, xã Huống Thượng đầu tư xây dựng trang trại nuôi vịt Pháp lấy trứng. Sau 5 năm, hiện nay trang trại gia đình ông Bình có quy mô trên 10.000 con vịt, thu nhập từ tiền bán trứng sau khi trừ chi phí được hơn 300 triệu đồng một tháng. Trong cái thời gian đầu thì nó có khó khăn thì cũng được cái động viên của trong chi hội và các hội viên cũng động viên, thì đồng thời giúp đỡ về kỹ thuật, giúp đỡ về vấn đề nguồn vốn, giúp đỡ về tinh thần. Để thúc đẩy phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, thời gian vừa qua, Hội cựu chiến binh xã Cao Ngạn đã thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với hơn 20 hội viên. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các cách làm hay trong phát triển kinh tế đã được các hội viên cựu chiến binh nhân rộng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Xây dựng trang trại xong thì mình phải hướng dẫn cho anh em, thứ nhất là về vấn đề chăn nuôi, kỹ thuật ra làm sao và cái hướng định hướng là thả gà ở đâu và bán như thế nào, có thị trường ra sao. Thì thực tế là chúng tôi cũng đã cùng với hội và anh em và bản thân cũng đã giúp đỡ rất nhiều anh em. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có trên 21.000 hội viên. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất. Đồng thời phối hợp với các ngân hàng làm thủ tục cho hàng nghìn lượt gia đình cựu chiến binh vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt gần 35 tỷ đồng. Tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn vốn vay từ trung hội, từ ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức cơ sở hội để áp dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ở từng địa phương cho phù hợp, thường xuyên tích cực học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, là tiếp tục phát huy hiệu quả những mô hình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những mô hình có hiệu quả nhân rộng trong toàn thành phố để thực hiện trong những năm tiếp theo. Với phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống các hội viên và xây dựng nông thôn mới ở địa phương ngày càng phát triển.